À, qua đây giờ cho đuôi vòng cắn nó đau rồi, nó có chuồn cơ không? Đâu cắn đuôi hút máu trước. Đấy, đúng rồi. Xong rồi từ đầu to bằng này, xong rồi tóp cái lại bằng này. Bắt đầu con rắn rồi, chọc con rắn rồi. Bắt cái rồi, chắc gì bắt được. Này không bắt được nữa mà. Ít thì thành công được một nửa. Chắc tinh. Đứng vô vào. Bây giờ là nó đang rất mệt rồi. Ở đây rồi. Quanh đây rồi. Ôi ghê ấy. Mẹ nó cứng đấy. Ôi cạn tay cạn. Ôi bình tĩnh nhà mày. Ôi nó cắn. Cho người vào nó. Không phải, sau khi đã bị thu phục bây giờ nó thuộc về bác Tú. Bác Tú ơi, hả? Ôi đi ra đi.